thì cũng căn cứ nơi câu mà dắt xác phàm phu giếng non đòi hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay này nè. Thì gần gần đây nữa thì trên núi Két lại có tạc một cái tượng, mà cái tượng nó không ai lạ hơn, tức là tạng tượng Đức Thầy chúng ta, được tôn trí quy, được tôn trí ở trong một cái điện thờ. Rồi người ta mới lấy một cái áo choàng vàng, người ta quấn cái tượng Đức Thầy lại. Đây, mời quý vị coi cái tượng. Đức Thầy nói như thế. Tôi chỉ dùng cái tay tôi vỗ nhẹ vào mặt nước là bây giờ mấy ông chịu không nổi. Rồi sau này tôi dùng cái tay tôi chỉ cái một thế giới tôi tu theo tôi chân. Xin thưa. Tới lúc mà thế giới tu lúc đó thầy về rồi là cái như xong cuộc rồi. Còn cơ hội để tu được hay không? Cái chỗ đó mới là vấn đề. Tới lúc mà thế giới biết thầy là Đức Thầy về rồi là cái như xong công chuyện rồi. Lúc bây giờ là lao sao bể bắt non tận rồi. À, lúc bây giờ là phát sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim rồi. Còn tu được hay không? Mà Đức Thầy chỉ cái tay thế giới tu hết. Nói như vậy thì chưa căn cứ. Thì chưa căn cứ. À. Cho nên Đức Thầy vỗ nhẹ cho mặt nước mà nghe cái ầm một cái đó. Mấy ông trồi đầu lên đó, cái chuyện đó. Ở trong này viết thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Mà Đức Thầy có bao giờ dùng cái tay mà vỗ như thế để cho người ta khó chịu, người ta chồi đầu lên không? Làm như vậy chẳng khác nào chúng ta nói Đức Thầy chơi ăn gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo gần xa, kính mến. Thưa với quý vị thiện hữu tri thức như cô bác anh chị em, thì bữa nay nếu mà tính theo âm lịch thì ngày là mùng 8 tháng 10 của niên Quý Mão 2023, chúng ta lại có dịp ngồi nói chuyện với nhau một chút về cái vấn đề đạo đức. Thì chắc là quý đồng đạo gần xa chắc cũng không còn lạ gì tôi. Thì xưa nay thì nếu mà nói chân lý pháp môn của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đó thì rất là nhiều. Tu cách nào an lạc, tu cách nào có trí tuệ, tu cách nào để chúng ta phá đi cái mê lầm. Thì những tưởng là đồng đạo các nơi, các vị giảng viên cũng như giáo lý viên của đạo nói nhiều rồi. Tôi thì tôi không có phải như các cái vị giảng viên thường hay đi đứng trong các cái tiệc đám giỗ. Tại vì xưa nay thì quý ông đạo biết là tôi cũng không có đi xa nhiều. Nó đúng hơn là mình cũng không có duyên để đi xa. Thấy không? Mà ai mời xa xôi quá thì mình cũng lại ngán đi. Thành ra thì chính điều đó thì ở nhà thường thôi. Thì sở dĩ đồng đạo mà biết tôi đó thì cũng thông qua nhờ YouTube này đây mình biết. Chứ thật sự thì trước kia thì các vị đồng đạo biết tôi không có nhiều đâu. Chỉ trừ ở địa phương thôi. Thì xưa nay trong các cái cuộc đám giỗ tiệc tùng hay là các cái chương trình thuyết giảng, chúng ta nghe giáo lý viên, nghe giảng viên trình bày rất nhiều về chân lý pháp môn ở trong cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của mình. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất á là chỉ nói theo cái chiều thuận, tức là khuyến khích tu hành ăn chay làm lành lánh dữ tốt. Điều này thì nó là ba cái cương lĩnh chính của đạo Phật cũng như là Phật giáo Hòa Hảo. Tại vì cái ba cương lĩnh chính đó, nếu như ai nói đạo mà ngoài ba cương lĩnh đó thì đương nhiên là không phải nói đạo. Một là khuyến khích làm tất cả việc lành. Hai là nói lên những cái điều xấu ác để cho mọi người ta nghe, ta tránh, ta đừng có phạm.
Và cái thứ ba đó là trình bày về cái cốt lõi của đạo, đó là sự thanh tịnh của nội tâm. Nhưng mà nói cái cốt lõi thanh tịnh của nội tâm thì xưa nay đó thì chúng ta giống như là mình có dao mình dạt mé cái cây bên ngoài thôi. Thấy không? Tức là chúng ta cầm cái dao chúng ta dạt mé cây, dạt mé cây, dạt tới, dạt lui, dạt tới, dạt lui. Nhưng mà khi gần tới lõi là chúng ta mệt mỏi, mỏi tay quá bắt đầu mình ngưng. Hoặc giả là có người giống như mà chúng ta đi tìm cái sự thanh tịnh của nội tâm, giống như là chúng ta đào hầm tìm mạch nước. Tôi nói là giống như đào hầm tìm mạch nước là gì? Tức là chúng ta ai cũng hướng tới cái đó đó. Ai cũng hướng tới cái sự thanh tịnh rốt ráo tuyệt đối của tâm mình. Giống như một cái người biết cái mạch nước nó nằm ở dưới này. Nó nằm ở dưới ngay chân cái chỗ mà chúng ta sắp sửa đào. Biết rõ như thế. Nhưng mà khi cầm cái len đào, cầm cái len đào xúc từ xúc đất, xúc từ xúc đất, rồi cuối cùng gần tới mặt nước chúng ta là mỏi tay chúng ta ngưng. Hoặc giả là chúng ta thấy rằng nản chí, là tại sao mà chỗ này lúc nãy là biết rồi có mạch nước mà đào hoài không thấy, đã mấy ngày nay liên tục đào mà chưa thấy mạch nước là đâu, vậy là chắc không có rồi, thành ra từ đó mà ngưng. Rồi cố gắng thêm chút xíu nữa đào nó là tới mạch nước. Thành ra cái trong câu này, cái vấn đề này đó, chúng ta đọc ở trong những cái câu chuyện mà kể về thiền học đó mà. Thì xưa kia chư tổ chư sư cũng nhằm khai thác cái chỗ này cho đệ tử thấy được cái thể tánh hằng hữu bên trong của mỗi chúng sinh. Cho nên đó, một lần nọ thì tổ Quy Sơn mới biểu tổ Bách Trượng vào trong cái bếp coi coi trong cái bếp nó tàn tro đó còn cái gì ở trong không, lấy ra cho tổ Quy Sơn coi. Tổ Bách Trượng mới vào trong cái bếp móc móc ra nửa chừng thì thấy nó nguội ngắt thì không còn gì nữa, chỉ còn cái đống tro tàn. Thì tổ Quy Sơn mới nói: ông coi kỹ chưa? Tổ Bách Trượng nói: dạ thưa thầy, dạ, con coi thì kỹ rồi, nhưng mà nếu mà thầy cần thì thầy xem xét lại. Thì tổ Quy Sơn mới vào trong, đã lấy cái tay của mình móc ra, cuối cùng nó còn một cục than nhỏ như thế này, mà nó còn đỏ lửa. Thì chứng tỏ rằng tổ Bách Trượng móc cũng là tìm than đó, nhưng mà tìm chưa có tới. Cuối cùng tổ Quy Sơn vô móc lại cái nữa thì thấy ở trong cái đống tro tàn đó nó còn một cái đốm lửa nhỏ, một cái cục than nhỏ mà nó có lửa. Thành ra cái chỗ này đó, thành ra người xưa ta nói là nếu bền tu như lấy lửa cỏ cây đó, nơi bùng lắm nở đầy sen đỏ là chỗ đó. Cho nên cái chỗ mà hướng tới vấn đề thanh tịnh, thành tựu đạo đức, ai cũng tới đó, ai cũng đi tới đó, ai cũng muốn tới đó. Cái chỗ mà khuyến khích làm các việc lành, nói tất cả những điều xấu ác để người ta tránh, chỗ này thì thường hay chúng ta nghe bao nhiêu giảng viên trình bày, bao nhiêu trí thức viết sách thì cũng là đào sâu chuyên đề đó. Mà thầy chúng ta ra đời thì cũng tập trung vào đó. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành khuyên đời trao chĩa chữ lành cho xong. Hay là điều cần yếu là phải làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, và cuối cùng là gì? Là quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Cho nên cái chỗ mà quyết rửa tấm lòng trong sạch là chỗ chúng ta hướng đến, như là tổ Quy Sơn móc cái cục than ở trong cái đốm lửa đưa cho tổ Bách Trượng coi vậy đó. Móc than trong đống lửa đưa cho tổ Bách Trượng coi và thấy rằng trong cái đống than tàn đó vẫn còn một cái đốm lửa nhỏ. Nhưng mà tôi muốn nói rằng á, thưa chư đồng đạo chúng ta, cái nói, cái diễn giải, cái trình bày thì mỗi người mỗi khác, nghe không?
Mỗi người đều có một cái khả năng trình bày khác nhau, tùy theo kiến thức rộng hẹp, tùy theo trình độ khả năng tiếp thu sâu hay cạn. Thật sự tôi nói với quý vị đó, chúng ta nghe đạo là cái điều vô cùng khó, mà cái người nói đạo thì người ta học là người ta nói thôi. Tại sao tôi nói nghe đạo là khó mà nói đạo thì học, nói thì nó dễ? Tại vì đơn giản thôi, tại vì kinh sách thì có đó, giảng giáo lý thì còn đó. Cái anh nào muốn làm giảng viên, cái chú nào muốn giờ làm giáo lý viên, thí dụ như ta làm giáo lý viên, ta học qua cái khóa đào tạo gì đó, rồi bắt đầu ta ra ta làm giáo lý viên, ta đi nói chuyện, ta đi thuyết giảng. Rồi cái anh nào muốn làm giảng viên thì cứ việc vài ba năm ôn nhuần giáo lý của Đức Thầy dạy, học điển tích, học kinh điển, học nho văn vân vân, những cái cần phải học, thì từ 3 năm, 4 năm, 5 năm thì cũng là giảng viên, cũng đi nói đạo. Nhưng mà rồi khi học một chuyên đề cũng là nói đạo. Có nhiều người ham nói quá rồi ra thì không cần học nhiều đề tài, chỉ cần một hai đề bỏ túi vậy đó, rồi bắt đầu đi chỗ này nói đề đó, chỗ kia nói đề đó, chỗ nọ cũng nói đề đó, thì cũng là nói đạo. Thành ra bởi tôi nói với tất cả chư đồng đạo mình, nó cái chứng vấn đề mà học để nói đạo đó nó không khó đâu, chỉ cần có cái sự cố gắng miệt mài là quý vị học nói đạo. Nhưng mà cái khó là chúng ta chịu ngồi nghe đạo để chúng ta nhận thức. Khó là khó ngay cái chỗ đó. Bây giờ quá nhiều người nói đạo, rất nhiều đồng đạo trình bày nào là chân lý pháp môn đủ thứ chuyện trên đời, không nói rất nhiều, nhưng bây giờ ai nói đúng chân lý, ai trình bày rõ pháp môn tu có lợi ích cho mình, đem lại cho mình sự sáng suốt trí tuệ thành tựu, giải được cái nỗi khổ đau hiện tại mà căn cứ lời Đức Thầy dạy, điều đó có hay không thì chúng ta cần phải suy nghĩ. Bây giờ muốn nghe đạo dễ chứ không phải như xưa. Tôi nhớ hồi đó đó mà tôi muốn nghe đạo đó quý vị, mà có được cái băng mà thuyết trình đó, là tôi có cái máy cassette đó, tôi để cái băng vào tôi nghe lý nhí, tôi sợ người ta lấy cái máy cassette của mình trong thời kỳ nó khó khăn. Rồi đi đám mà gặp được một ông giảng viên mừng hết biết rồi, không bao giờ để dòng giảng viên đó không, phải xúm là ông giảng viên đã hỏi đạo đức để cho ông nói mình nghe. Lúc đó nó khó khăn vậy đó, mà có dám tập trung đông đâu. Đôi khi nói đạo cũng phải ra tuốt ở ngoài sao đó, tại vì đôi khi nhà ta có điều kiện, ta khá giả để ta có cái nhà lớn, nhưng mà ta đám giỗ hôm trước ta dọn vài bàn vài mấy người để khách gì đâu, nhưng mà nói đạo nó đưa ra làm sao, mà hãy mà có động tĩnh gì mà chính quyền lại ta không cho là phải dẹp liền ngay chỗ đó, không được nghe nữa. Khó vậy đó, còn bây giờ thì nó dễ quá. Chúng ta đang sống trong thời buổi công nghệ mà, phải không? Chỉ cần lên YouTube đó, lên YouTube chúng ta gõ ngay cái từ khóa là giảng viên ông nào đó, nó ra một loạt đó, thì chúng ta ngồi nghe suốt cả một ngày chưa có hết. Nói mấy cái anh YouTuber này làm việc không thì cũng xuyên suốt rồi, mai chỗ này mốt chỗ nọ, nó quay đủ thứ người. Nên chúng ta nghe đạo bây giờ thì nó dễ vô cùng, phải gì không đồng đạo? Rất dễ, chỉ cần có cái điện thoại thông minh như thế này. Vậy thì có điện thoại thông minh là nghe được. Hoặc giả là bây giờ nó hiện đại hơn là đồng đạo chúng ta có nhiều nhà, ta sắm tivi màn hình phẳng, ta chỉ cần mở ta nghe thôi. Đó. Còn đi đám giỗ bây giờ đó thì đôi khi mò tới ba ông giảng viên, bốn giảng viên mà không có giờ để nói, phải chia giờ ra để nói nữa. Nó vậy đó. Giảng viên thì nhiều, mà thời buổi công nghệ thì đa dạng thông tin. Đa dạng thông tin. Cho nên cái mà chúng ta nghe để chúng ta tìm được cái người nào nói đúng chân lý, người nào nói không đúng chân lý, khó. Cái điều này phải đặt nặng cái tư tưởng tư duy mà ra. Ngồi nghiền ngẫm tư duy sau khi nghe hết một cái đoạn video của cái ông đó nói trên YouTube.
Rồi có dịp ngồi suy nghĩ lại, à cái chỗ này nó hợp giáo lý thầy hay chưa, làm như thế đó, ông chủ trương như vậy đó, nó có hợp với thời buổi này hay chưa. Cái điều đó là cái điều khó. Và nó quan trọng nhất là mấy cái vỗ tay. Nó quan trọng nhất là mấy cái vỗ tay đó quý vị. Đôi khi nghe người ta vỗ tay cái mình vỗ theo. Đó. Nghe người ta vỗ tay mình vỗ theo, nhưng mà cái vỗ tay của mình đó nó có ảnh hưởng gì hay không? Nó là một chuyện khác. Thành ra cái vỗ tay của mình đó, tôi nói với đồng đạo chúng ta cần phải suy nghĩ cái vỗ tay coi đúng chỗ để vỗ tay hay không. Đôi khi cũng hào hứng quá, cái nghề giảng viên đó, tôi cũng biết, tại vì tôi không có đi nói chuyện đạo nhiều như là quý chú quý anh của mình, nhưng mà ít ra gì tôi cũng có từng nói chuyện đạo trên diễn đàn vài ba lần gì đó. Thành ra thì cái vấn đề mà vỗ tay đó là giảng viên hứng lắm, nó giống như là ở trên này mà lân múa mà dưới này thì pháo nó nổ, lân mà gặp pháo thì tự động lân nó hào hứng, tiếng trống rền vang thêm hòa tiếng pháo nổ, muốn hăng lắm. Còn giảng viên nói đạo mà dưới chút xíu có người vỗ tay, xíu có người vỗ tay, giảng viên hăng làm như trong cơ thể mình, ở trong lời nói mình có hào hứng để nói. Thành ra đôi khi những cái hào hứng đó đó, đó, rồi mình kéo lại không kịp. Thành ra bởi tôi nói với chư đồng đạo chúng ta những cái này khi mà tôi nói ra đó là chắc là cũng 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 bực bội lắm nha, chứ không phải là giỡn đâu. Tới cái chuyện gì mà vỗ tay cũng cũng nói nữa. Vấn đề là không phải vỗ tay mà nói, mà là ở đây tôi xin nói lại là nên chấn chỉnh những cái vỗ tay đó đúng lúc đúng thời đúng nơi đúng chỗ đó. Thì cái vỗ tay của mình nó sẽ tán thưởng cho cái người tuyên dương chánh pháp. Bây giờ thôi, bây giờ thì nói như vậy, nhưng mà thật sự thì tôi nói với tất cả chư đồng đạo chúng ta, thời nay tu là một việc, mà hiểu đạo là một việc nha, mà hiểu rành chân lý nó là cái chuyện khác. Tại sao tôi nói như vậy? Tu thì chúng ta thấy đồng đạo tu rất nhiều, đạo Phật giáo Hòa Hảo mình ở miền Tây Nam Bộ đi đâu gặp đồng đạo chứ, tu rất nhiều chứ không phải là ít, nhưng mà hiểu chân lý thì ít, hiểu đạo chứ, hiểu đạo thì ít. Hiểu đạo là hiểu lời Đức Thầy nói có ngàn lắm nhỉ, chỗ nào Đức Thầy dạy giới luật, chỗ nào Đức Thầy dạy pháp môn, chỗ nào đúng tôn chỉ, chỗ nào không đúng tôn chỉ, đó là hiểu đạo. Nhưng mà hiểu rành chân lý là cái chuyện nó còn nan giải hơn. Chân lý là lẽ thật, không hoa mỹ, không mê tín, không huyền ảo, không quan đường, không có màu mè qua lá hẹ đó. Thì khi mà hiểu được cái đó rồi đó mới là cái chuyện khó. Cái chuyện khó đó. Cho nên vì cái vấn đề bảo tồn cái sự trong sáng và giúp cho đồng đạo chúng ta đi càng ngày càng sáng hơn ở trên cái lộ trình giải thoát của mình, và mục đích lần lần tôi sẽ dùng cái lời nói, dùng ngôn từ của mình để chấn chỉnh những cái nào chúng ta cần phải nghiên cứu và cái nào không cần nghiên cứu nhé. Đúng theo cái chương trình là chỉ đúng cái điều tiêu cực nha, thì trung ngôn nghịch nhĩ nó phải như vậy thôi. Bây giờ thì bữa nay sẽ có một cái vấn đề trước khi đi vào cái nội dung là đính chánh những câu chuyện bên thầy mà chúng ta thường nghe, thì tôi xin nói một cái vấn đề mới đây mới phát hiện gần đây thôi, nhưng mà nó cũng rần rộ đồng đạo mình biết nhiều.
Đó là khi mà đồng đạo chúng ta lên núi Ông Két, hay còn gọi là Anh Vũ Sơn. Đây là cái khu du lịch nổi tiếng ở tại cái huyện Nhà Bàng, thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Nhà Bàng ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cái núi Anh Vũ Sơn đó, nó nằm ở trong thất sơn mầu nhiệm của mình, hay còn gọi là núi Ông Két. Cái chiều cao của nó là có 410 mét, 400 mấy mét thôi. Thành ra cái chiều cao thì nó cũng không có cao lắm, nhưng mà cái dốc nó thẳng đứng, cho nên vì vậy thì khi mà chúng ta đi đó thì nó cũng vất vả mệt. Vấn đề cái núi Ông Két thì đã có lâu rồi, nhưng mà khi mà được khai thác du lịch thì trên đó nó làm tâm linh, làm tượng, làm đài cho nó đủ kiểu hết, thì là vấn đề cần phải nói. Ở đây thì tôi cũng thông cảm cho đồng đạo chúng ta về cái nhu cầu tín ngưỡng lạy lục cúng kiến bái sám của mình. Thậm chí nhiều người gặp chỗ nào cũng lạy, thành ra cái chỗ đó người ta cũng làm theo nhu cầu tín ngưỡng mình, mà người ta làm chỗ cho mình lại cho nó êm chút. Tại vì cái quan niệm người đi núi đó là hãy gặp chỗ nào có cái lư hương người bắt đầu lại đó lại một cái, xá một cái. Đó. Hoặc giả là thấy cái cục đá gì bự bự mà thấy nó có cái gì đó, huyền bí gì đó cũng lên đó xá một cái. Thành ra cái người mà người ta làm du lịch, người ta cũng khai thác ngay cái chỗ muốn lại, muốn bái, muốn xá đó đó, mà người ta mới làm chỗ cho mình lại cho nó tiện nghi chút. Người ta mới cất cái miễu lên, ta xây dựng cái cho nó trang hoàng lên, xung quanh người ta lót gạch, ta cẩn gạch cho mình êm để mình lại chút. Cái chỗ nọ là Quan Âm, chỗ kia là Điện Chư Thần, chỗ nọ là Quan Thánh, chỗ kia là Quan Thượng, chẳng hạn vậy. Cũng do cái nhu cầu của chúng ta tín ngưỡng như vậy, thành ra người ta mới lập chỗ cho mình lại. Bây giờ tôi nói tới núi Ông Két. Cái núi Ông Két xưa kia Đức Thầy nói để chúng ta trong cái bài dưới núi Ông Két, chúng ta thấy là cái nơi Đức Thầy dừng chân, Đức Thầy nghỉ đêm. Dắt xác phàm phu giếng non đòi, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay. Là cái nơi Đức Thầy chúng ta ngủ đêm. Ngủ đêm là cái địa điểm chỗ nào thì hiện tại thì chưa có biết, thấy không? Nhưng mà là cái chỗ Đức Thầy dừng chân ở đó một đêm ở trên núi Két. Khi mà Đức Thầy ngủ đó rồi thì chư sơn bảy núi đều quy tụ, mấy thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày. Lúc Đức Thầy chúng ta dừng chân ở đó thì sao? Thì chư thần bảy núi đều về đó để mà nói cho đúng hơn là các vị này long thần hộ pháp hỗ trợ cho Đức Phật đang truyền giáo. Tại vì khi Đức Thầy chúng ta khai đạo rồi thì ngài mới đăng sơn để đánh dấu mốc trong cái lịch sử kỷ nguyên giáo dân hướng thiện của mình. Nói chung núi Ông Két là một thánh tích, những người có cái dấu chân Đức Thầy chúng ta ngủ đêm ở đó. Thì cũng căn cứ nơi câu mà dắt xác phàm phu giếng non đòi, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay này nè, thì gần gần đây nữa thì trên núi Ông Két lại có tạc một cái tượng, mà cái tượng nó không ai lạ hơn, tức là tạng tượng Đức Thầy chúng ta được tôn trí quy, được tôn trí ở trong một cái điện thờ. Rồi người ta mới lấy một cái áo choàng vàng, người ta quấn cái tượng Đức Thầy lại. Đây, mời quý vị coi cái tượng. Đó, đây cái tượng này. Cái tượng này thì được tạc ra là để trên núi Két. Quý vị thấy rõ ràng như vậy đó. Bây giờ làm cái hình thức như vậy, nhưng mà vấn đề tạc tượng Đức Thầy chúng ta cho phép hay không? Cho phép hay không? Thầy chúng ta chưa hề chủ trương là một tín đồ nào đó phải tạc tượng của mình để thờ. Thậm chí bây giờ cái nghi thức mà thờ phượng của người cư sĩ tại gia, Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ. Quý vị lại cái mục thờ phượng lại cho ta thấy.
từ trước đến giờ, các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng, đành rằng vì tôn kính đấng từ bi mới làm ra thờ phượng ngài. Nên bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa, làm thế chúng ta không có ý hủy bán sự phượng thờ các chùa chiền. Sự thờ phượng ấy tùy theo điều kiện các sư mà chúng ta có thể quy ngưỡng đặng. Cho nên cái vấn đề tạc tượng nó là cái mô hình của Phật giáo. Người ta tạc ra một cái tượng của Đấng Thế Tôn để người ta kính, người ta lại, người ta thờ. Nhưng bây giờ tượng nào là tượng Thế Tôn? Bây giờ quý vị coi kỹ coi cái tượng Việt Nam của ông Phật là tượng khác, mà cái tượng Phật Thái Lan là tượng khác, mà cái tượng Phật Myanmar là ông Phật khác, cái tượng Trung Quốc là Phật khác. Mà qua tới ông Tây Tạng á, qua tới cái ông mà Tây Tạng là cái ông mà chủ trương mặc chú là tượng Phật khác nữa. Vậy thì tượng nào cũng Thế Tôn. Cho nên cái tượng nào cũng là cái nơi người ta gọi đó là Thế Tôn, mường tượng là Thế Tôn để người ta quy ngưỡng những cái tượng đó, người ta tín ngưỡng. Cho nên cái chỗ này là thuộc về hình tướng Đức Thầy, chúng ta nói là không nên tạo thêm. Riêng về cư sĩ ở nhà nên thờ đơn giản cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn hơn ở sự hào nhoáng bề ngoài. Cho nên cái vấn đề mà thờ trần điều là di tích Đức Phật Thầy Tây An để lại rồi. Nhưng mà gần đây có vài kẻ thờ trần điều tự xưng cùng tông phái với chúng ta, làm sái phép sái với tôn chỉ của Đức Phật, cho nên toàn thể trong đạo đổi lại màu già. Vậy thì màu già được đổi lại là từ khi Đức Thầy chúng ta lập tôn chỉ nghi thức thờ phượng, đổi lại là tôn là màu già là vào năm Ất Dậu năm 1945 tháng 5 dương lịch. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta đã không có chủ trương vấn đề là đúc tượng, tạc tượng hay làm cái gì cả. Nhưng mà người ta căn cứ nơi câu mà giác sát phàm phu giếng non đòi hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay, bây giờ ta tạc cái tượng ra ta để đó, làm như in, rồi sơn phết màu mè nước sơn làm Đức Thầy ngồi, rồi họ hoàng cái khăn vàng vô cái tượng Đức Thầy. Cho nên vì vậy cái vấn đề này đó là vấn đề chúng ta cần phải bàn, chúng ta cần phải nói. Làm như vậy thì hợp lý hay chăng? Đồng đạo chúng ta thấy tư duy nghiền ngẫm suy nghĩ cho kỹ là sắc tướng âm thanh chư ngoại giáo chân truyền cụ thất đạo nan thành. Bài ra sắc tướng, bài ra tạc tượng thì sau này là sao đó. Nếu như bây giờ cái hình thức này được cổ suý nó mạnh hơn thì toàn thể trong đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta không còn chân dung thầy nguyên thủy nữa mà là tạc tượng. Rồi bây giờ nói tới cái vấn đề chân dung thầy tôi mới nói nữa. Rồi trước kia Đức Thầy chúng ta chụp có vài cái mẫu hình thôi, là tín đồ xin phép thầy cho chụp ảnh lại để làm kỷ niệm. Và những cái mẫu hình đó bây giờ thông dụng trong những nhà tín đồ còn lưu lại. Một là cái mẫu bán thân, là Đức Thầy chúng ta để tóc vừa chấm dài. Hai là cái mẫu hình đứng, Đức Thầy chúng ta mặc áo dài đen đứng trước cửa nhà bà Ký Giỏi. Ba là cái mẫu bán thân, Đức Thầy chúng ta mặc đồ vest khi mà thành lập dân xã đảng. Bốn là cái mẫu bán thân khi mà Đức Thầy chúng ta ở đường Miss Sài Gòn chụp đội khăn đóng. Cái mẫu này thì có hai mẫu. Một mẫu là những đồng đạo chúng ta lấy toàn thân Đức Thầy chúng ta đứng mặc áo dài khăn đóng, và hai đồng đạo chúng ta lấy bán thân là nửa người, nửa cái thân của Thầy áo dài khăn đóng. Thì cũng là Đức Thầy chụp toàn vẹn, nhưng mà có chỗ đồng đạo chúng ta lấy bán thân là lấy nửa thân, có chỗ lấy toàn vẹn cái thân. Chớ đâu ra mà cái vấn đề mà Đức Thầy giả cái cô gái người qua mà ghép vô tùm lum mấy mẫu đó, rồi bắt đầu để đó là Đức Thầy ở trong những cái mẫu ảnh. Từ từ có cái chuyện đó nó xảy ra. Tôi không hiểu cái hình mà Đức Thầy giả gái
cái lúc đó ai chụp được? Lúc mà Đức Thầy đi vào Lục Châu, giả gái không chồng đi bán cầu tươi, lúc đó không hề người nào chụp được, mà chúng ta chỉ nghe lại ở trong giáo lý. Ha? Rồi bây giờ lại sau này lại phát huy ra cái vấn đề là trong những mẫu ảnh đó có một mẫu ảnh Đức Thầy chúng ta giả gái chụp lại lưu lại. Ở đâu ra? Ở đâu ra cái mẫu đó? Làm chưa có căn cứ, làm chưa có mục đích, làm theo cảm tính. Thì như vậy đó quý vị thấy đi, bây giờ thì ra rất nhiều mẫu ảnh bên thầy về Đức Thầy. Rồi bây giờ trong cái thời buổi hiện tại Photoshop họ làm đủ cách, họ làm đủ cách. Đôi khi họ lấy cái hình ông Phật A Di Đà ở bên Phật giáo rồi họ cắt, họ bỏ hình Phật A Di Đà ra, họ ghép chân dung thầy vô, hào quang tỏa rực hết. Tôi thấy cái mẫu đó cũng Đức Thầy đứng ở trên đó rồi bắt đầu một hàng bông sen đi dài 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 dài, dài xuống đó. Rồi có cái mẫu ảnh Đức Thầy đứng trên cái mũi ghe, mà chiếc ghe của Đức ông hiện tại chiếc ghe đó đậu ở tổ đình, lấy cái hình cái ghe đó chụp lại ghép Đức Thầy đứng trên cái ghe đó có luôn. Rồi bây giờ tới vẽ, vẽ Đức Thầy ngồi trên con Long Mã. Mà tôi không hiểu con Long Mã hồi đó đó, bây giờ cái ông Năm Chèo ông chưa có nổi dậy mà con Long Mã nó bị lớn, thấy không? Con Long Mã là cỡ nào mà bây giờ có người ta vẽ, mường tượng ta vẽ Đức Thầy ngồi trên con Long Mã, dùng cái tay Đức Thầy chỉ phép cho một là ông Năm Chèo nổi lên. Vẽ tới mẫu đó đó. Thì tôi thọ hỏi đồng đạo chúng ta bây giờ Phật giáo Hòa Hảo mình chỉ có mấy mươi năm nay, chưa tới được 100 năm Đức Thầy khai đạo nữa, bây giờ nó ra những cái chuyện như vậy. Nào là người ta tạc tượng người ta để đó, nào là người ta chỉnh sửa chân dung thầy. Bây giờ tôi thấy cái mẫu này mà đồng đạo chúng ta thường hay sử dụng là cái mẫu mà Đức Thầy ngồi trên cái bông sen đó mà tóc chấm dài đó. Thương sư tư Đức Thầy không hề chụp hình cái mẫu này. Đây cái mẫu mà quý vị đồng đạo mình thấy nè, Đức Thầy ngồi rõ ràng đây. Rồi bắt đầu thầy ngồi vậy đó, rồi bắt đầu ngồi trên bông sen, rồi bắt đầu tóc chấm dài ngồi kiểu này nó vậy. Mà người ta vẫn làm như vậy đấy, mà ta tạc ra người ta in ra để người ta tôn trí, thì chẳng qua lấy một cái người ngồi trên bông sen đó rồi Photoshop đó, mà tôi nói gọi Photoshop đó, họ lấy cái phần đầu người đó ra, họ lấy cái chân dung thầy, cái phần đầu thầy họ ghép vô thành ra thành một chân dung. Quý vị thấy mà tới bây giờ nhà đồng đạo chúng ta thấy cái hình đó đẹp vẫn để đó. Tôi thấy rằng không hiểu tại vì sao, nguyên nhân gì mà vẫn làm như vậy. Ai cái kiểu màu mè qua la hẹ vẫn biết, nhưng mà riêng bản thân tôi, riêng gia đình tôi, riêng cá nhân tôi đây vẫn tôn trọng cái cách xưa nay là tôi chân dung trắng đen. Quý vị thấy đó. Đây là hai cái mẫu chân dung ở tại gia đình tôi đã mấy mươi năm nay mà tôi tôn trí. Một là cái chân dung Đức Thầy bán thân chụp ở đường Miss Sài Gòn đội khăn đóng, hai là cái chân dung Đức Thầy đứng ngay nhà bà Ký Giỏi vẫn là chân dung trắng đen kiểu nguyên thủy như vậy. Tôi vẫn xưa nay vẫn làm như vậy, vẫn làm như thế. Mà quý vị thấy cái tam bảo nhà tôi không hề có một cái bóng đèn chớp. Tôi sợ nhất là gắn đèn cà chớp cà tắt cà chớp cà tắt ở trên tam bảo, tôi nhìn vô nó chóng mặt quá tôi chịu không nổi. À, chúng ta bày ra những cái chớp tắt như thế, chúng ta bày ra những cái màu mè như thế, vô tình cái màu của thế gian nó làm mất đi cái vẻ thiêng liêng trang nghiêm của cái ngôi thờ phượng, làm mất đi cái vẻ thiêng liêng trang nghiêm của ngôi thờ phượng không được. Bây giờ trở lại cái câu chuyện, cái vấn đề của cái tượng mà xuất hiện ở trên núi Anh Vũ Sơn. Nói cho rành là cái nguồn gốc cái tượng này phát xuất ra làm theo cái nhu cầu tín ngưỡng của mình. Tại mình lên đó mình thấy Đức Thầy ở đó là ngủ đêm ở đó, rồi mình vô cái điện Quỳnh Long đó, mình tưởng tử Quỳnh Long là mình đọc ở trong giáo lý đó mà. Quỳnh Long lộ vĩ bạch sĩ tiên sanh như vậy, rồi mình ghé cái điện Quỳnh Long đó mình cúng mình bái, thậm chí có nhiều người lên đó rồi bắt đầu múa hát ca hát. Thấy không?
thì người ta mới làm cái tượng đó để cho mình lại cho nó đúng bài bản một chút. Làm cái tượng cho mình lại cho nó có bài bản một chút, chứ không có tượng là lấy gì mình lại, thấy không? Mình lại vô vi thì nó đâu có gì để nói, nhưng mà ta làm tượng để cho mình lại. Thành ra bây giờ tới cái tượng Đức Thầy quấn cái áo choàng màu vàng, tôi thấy nó không giống cái gì cả, cái gì không giống cái gì. Có bao giờ mà Đức Thầy chúng ta quấn cái áo màu vàng chỗ đó đâu? Đức Thầy chúng ta là một vị Phật với cái gương tướng bình dân như là bao nhiêu người dân Nam Kỳ lục tỉnh. Năm Đức Thầy chúng ta khai đạo, Ngài mới 19 tuổi, là tuổi thanh niên. Cái năm Đức Thầy chúng ta tham gia kháng chiến là 25, 26 tuổi, cũng là độ tuổi thanh niên. Như vậy thì là một người thanh niên với một cái gương tướng bình thường như bao nhiêu người dân Nam Kỳ khác, cũng ăn cũng mặc cũng ở, nhưng cái ăn cái mặc cái ở của thầy đó là siêu xuất. Cái mặc của thầy là thậm chí thầy không thèm mặc cái bộ đồ hàng của người khác đem tặng cho thầy, tại vì lý do là nhiều con tằm chết ở trong cái miếng vải đó thầy không mặc. Nhiều cái kén tằm mới làm được cái bộ một cái tấm vải hàng, tấm vải lãnh Mỹ A, mà thầy nhất định thầy không mặc cái loại vải đó. Lý do là những con tằm nó chết ở trong cái miếng vải đó mà có miếng vải để mặc. Đó là cái mặc. Cái ăn của thầy thì tùy duyên. Ở chiến khu miền Đông đôi khi ăn uống kham khổ thầy vẫn ăn được. Đi khuyến nông những tín đồ mời Đức Thầy về nhà để mà thọ thực, Ngài vẫn tùy duyên mà dùng. Chứ Ngài không bao giờ Ngài nói phải bữa đó phải làm món này, món này, món này. Không hề. Đức Thầy không hề đặt nặng chuyện đó. Mục đích ăn xong rồi bắt đầu Đức Thầy tiếp tục đi địa điểm khác để khuyến nông. Một ngày thuyết pháp tới 2 điểm, tới 3 điểm, tới 4 điểm như vậy đó. Đó là cái ăn của thầy. Cái ở của thầy thì sao? Đức Thầy từ khi mà bị người Pháp lưu cư từ Tổ Đình về trên Châu Đốc rồi Sa Đéc, thì về gì về nhà thương Cần Thơ, về nhà ông Hương Bộ vô Mậu Thạnh rồi, rồi về nhà thương Chợ Quán, về nhà bà Ký Giỏi, rồi tiếp tục về lại Sài Gòn. Đức Thầy chúng ta có chọn chỗ ở được đâu quý vị, không hề chọn chỗ ở được, mà là do thời cuộc an bài cái chỗ ở đó. Thì lúc bây giờ ông cả làng Mỹ Hội Đông này có một người con tên là ông Bảy Dứt, thì ông cả làng Mỹ Hội Đông này với Đức ông là bạn. Thì ông Bảy Dứt đó lúc mà Đức Thầy khai đạo đó thì cũng đến quy với Đức Thầy. Nè. Thì trong này kể là một cái lần nọ thì ông ấy dứt cái đến thăm Đức Thầy ở tại Tổ Đình, nhưng mà không có nói rõ là cái ngày tới thăm là cái ngày mấy. Tại vì quý vị biết đó, năm năm 1939 đó, từ khoảng tháng 9 cho đến cuối năm 39 đó, theo cái dữ liệu lịch sử mà chúng ta biết đó, thì những năm này là Đức Thầy bắt đầu đi vào giai đoạn là tam độ nhất như, công việc rất nhiều ở tại Tổ Đình, vừa là hốt thuốc nè đó, vừa là viết kinh giảng nè, vừa là thuyết pháp ở tại Tổ Đình. Cho nên cái thời gian mà nó bận bịu như vậy đó thì ra Ngài mới nói là trong suốt ngày làm việc lay quay, dùng giấy mực trưng bày đạo đức Phật, hoặc giả là phần sĩ tăng tay trống miệng kèn giác thiện tín chấn hưng nền Phật giáo. Cái công việc Đức Thầy nhiều thế đó, nhiều như vậy đó. Tay trống tức là cái tay viết giảng, cái tay hút thuốc trị bệnh, miệng kèn là cái miệng thuyết pháp. Cho nên cái thời gian từ khoảng tháng 9 cho tới năm Canh Thìn 1940, trước ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn, là thời gian này Đức Thầy chúng ta vô cùng bận biểu, vô cùng bận. Tính chúng hàng ngày đó, cái bến Tổ Đình là người ta đến tấp nập. Cái quang cảnh đó diễn tả lại là người dân đến nườm nượp để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Tại vì bây giờ hiện tại có một người ra đời quá hay, vừa trị được cái bệnh của người ta mà nổi tiếng thời đó là cái bệnh dịch tả, và nhiều cái chứng bệnh trầm kha khác mà Ngài trị vẫn được. Cho nên cái số lượng người đến trị bệnh và cái người xin thuốc, thấy không, cái người đến để nghe thuyết pháp, cái người tính để thỉnh kinh sắm về để tu đó, mà thành ra suốt ngày công việc Đức Thầy không có ngơi, không ngơi được.
Mà trong này lại kể là ông Bảy Nhất ông tới tâm thăm tổ đình, thăm Đức Thầy. À, nhưng mà không có nói là bữa đó là bữa mấy, không có nói là ngày mấy, tới thăm là ngày mấy, tháng mấy, không có rõ là cái ngày tháng tới thăm. Thì tới thăm như vậy Đức Thầy mới rủ ông Bảy tắm sông. Nha, à, cái vấn đề bắt đầu từ đây. Đức Thầy mới rủ ông Bảy đi tắm sông. Nha. Và có cả hơn 10 người cùng đi tắm chung trong cái bữa đó. Thì ông Bảy Dứt á, lúc đó ông Bảy với Đức Thầy là một tuổi, trong này để rõ ràng. Lúc này thì Thầy thường mặc bà ba trắng và ngài viết bài để chân đất Bắc. Trong này nói như thế. À, xin thưa quý vị là cái bài để trên đất Bắc lúc mà Đức Thầy sáng tác ở tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão 1939 đó, là thời gian này Đức Thầy dùng cái chân thân của mình, dùng cái hóa thân của mình mà đi dạo miền Bắc. Thành ra vừa dùng hóa thân dạo Bắc mới viết lại cái bài để trên đất Bắc. Như vậy đó thì vừa viết cái bài để trên đất Bắc thì quay cho Đức Thầy cũng phải trị bệnh, quay cho Đức Thầy cũng phải thuyết pháp, thì cái thời gian tắm sông ở đâu có. Mà quý vị suy nghĩ, chúng ta thử dùng tư duy, chúng ta suy nghĩ cái chỗ nó bất cập như thế này. Là một vị giáo chủ, là một vị Phật, nói chung là một người lãnh đạo tinh thần của hàng triệu triệu tín đồ, mà cái hành động tắm sông với vài ba người nó bình thường như thế đó. Hành động tắm sông để vui chơi vậy đó, một vị giáo chủ có làm hay không? Một vị chủ có làm hay không? Đương nhiên tôi thấy, tôi khẳng định là không. Tại Đức Thầy chúng ta là đầy đủ đức hạnh giới đức trang nghiêm. Thậm chí một câu nói chơi Thầy không nói nữa mà. Quý vị, và cái người nào mà chân chất hiền lành ít nói chơi Đức Thầy còn khen nữa đó. Khá khen cho đó, ý như lời chân chất hiền hòa ít nói chơi, nhu sĩ lương từ thêm cảm mến, nên làm thi phú ghẹo người ơi. Thậm chí tới cái lời nói chơi mà Thầy không nói, mà ai nói chơi đó, mà ít nói chơi Thầy khen. Thì một cái hành động mà đi tắm sông với vài ba người như vậy đó, đức một đức giáo chủ có làm hay không? Ở đây quý vị thử đặt một tư tưởng, thử tư duy sâu cái chỗ này, chúng ta thấy rõ vấn đề liền ha. Chúng ta thấy rõ vấn đề liền. Chúng ta thấy đương nhiên là không. Đương nhiên là không, Thầy không bao giờ làm cái việc đó. À, mà trong này vẫn để là Thầy đi tắm sông với 10 người, hơn 10 người, trong đó có cả Bảy Dứt. À. Thì trong lúc tắm sông đó, nói cho nó đặc biệt chút nữa. À. Thì Đức Thầy mới kêu ông Bảy lại kỳ lưng của Ngài. Thì ông Bảy Dứt mới kỳ lưng nhẹ, nhưng mà không có dám kỳ mạnh. Lúc này Thầy bảo Đức Thầy mới đạo thì cái thân của Thầy còn ốm nha. Thì thấy như vậy đó thì Thầy bảo ông Bảy, à, kỳ lưng như tôi thì kỳ mạnh nên đi, lưng tôi đất không chứ có cái gì. Thành ra như vậy đó thì ông Bảy mới kỳ mạnh nha. Thì Thầy kỳ mạnh xong thì Đức Thầy mới gục tới gục lui, bị lúc đó Đức Thầy ốm không sức chịu nổi. Xong thì lúc đó Đức Thầy quay lại thì ông Bảy thấy đây là một ông lão râu tóc bạc phơ. Mới kỳ lưng là một chàng thanh niên, bây giờ quay lại là một ông già, sững sờ. Chòm râu dài, có cả lông nheo, lông mài cùng với màu, một màu trắng. Từ cái tuổi thanh niên mà ông Đức Thầy trở thành một ông già, thật ngoài sức tưởng tượng của ông Bảy. Làm cho ông kinh hoàng tột độ, nhìn Thầy sửng sốt. Thấy thế Đức Thầy bảo với ông Bảy là, ông Bảy à, chắc ông lạ lắm phải không? Mới đây tôi còn là một cái người thanh niên, nay bỗng trở thành một cụ già râu tóc bạc thôi. Chúng ta thấy một cái đoạn mà hội thoại giữa Đức Thầy và ông Bảy Dứt như vậy đó. Như thế đó giống như là chúng ta đang đọc một cái câu chuyện phong thần diễn nghĩa của ông Khương Thượng Tử Nha. Thấy không? 70 tuổi rồi mà vẫn còn xuống như thế, rồi bắt đầu... Rồi bắt đầu lãnh ấn Nguyên Nhung đi câu cá, rồi Chu Văn Dương mời về, rồi bắt đầu mới đi lập bản, mới đi phạt trụ, rồi lập bản phong thần.
Rồi lấy quay cũng có những ông tiên ở trên Ngọc Hư Cung bay về, thấy không? Rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ngồi trên cái ghế trầm hương, xung quanh cái ghế đó thì có bốn cánh hoa sen, bốn cái bông sen đỡ cái ghế trầm hương đó. Rồi trước ghế trầm hương đó có nguyên một bầy hạc kéo ghế đó đi. Đặc biệt đi tới đâu thì tiếng nhạc vang lên inh ỏi này kia là biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn tới rồi, phải phải đốt trầm hương để mà nghênh đón. Thì viết như vậy thì chúng ta thấy giống như là chúng ta đang đọc một câu chuyện của phong thần diễn nghĩa. Thì mới có già đó, mới có trẻ đó, cái quay qua già thất thì đó. Như vậy thì bây giờ trong này để là có 10 người. Tôi giải thích cái chỗ tiêu cực bất cập cho quý vị thấy. Như vậy thì hơn 10 người đi tắm sông với ông Bảy, lúc đó những người này đang ngồi ở đâu? Những người này đang ngồi ở đâu mà mình nói ông Bảy thấy Đức Thầy là bắt đầu từ cái người trẻ là quay qua cái người già. Những người này đang ngồi ở đâu? Không hề nhắc tới. Không hề nhắc tới quý đồng đạo. Không hề nhắc tới. Như vậy thì cái vấn đề mà Đức Thầy có biến từ trẻ mà qua già hay không á, thì hồi nữa chúng ta tính. Nha. Bây giờ chúng ta nói tiếp. Thấy vậy đó thì bây giờ thì ông Bảy mới sững sờ. Lúc bây giờ ông Bảy sửng sốt không biết nói làm sao, Đức Thầy mới nói tiếp: ông đọc lại trong quyển nhất của tôi biết tôi là người ai rồi. Tức là Đức Thầy bị ông Bảy đọc lại quyển nhất là biết là ai. Khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền, đi nhiều càng hãm càng phiền, lên voi xuống vịnh nào yên thân già. Đó là lúc Đức Thầy đang đi dạo Lục Châu, Đức Thầy giả mà. Còn bây giờ cũng giả nữa sao? Cũng giả trong già nữa sao? Đâu có phải cái việc gì để mà giả. Giả giả quê dốt khuyên người, mục đích là khuyên người tỉnh ngộ. Mà khi giả bán buôn là thức giấc người đời rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều nhiều lời kiêu ngạo. Như vậy đó. Cho nên cái mục đích giả là phải có mục đích mới được. Cảm thương ông lão bán khoai vì yêu dân chúng, chẳng nài gian lao bán khoai là để thức tỉnh những người mua khoai. Giả phải có mục đích. Còn bây giờ hiện tại Đức Thầy giả ông già là mục đích gì? Cũng không có nói tới. Thật sự bây giờ quý vị chúng ta coi lại ở trong cái quyển mà quyển nhất Đức Thầy dạy Lục Châu đó, bất cứ khi Đức Thầy hóa hiện ra một cái hình hài nào đó thì đều có mục đích cả, là thức tỉnh cho đối tượng đó đó, Đức Thầy mới giả. Chứ như không Thầy không bao giờ làm chuyện đó. Thành ra là bây giờ Thầy mới nói tiếp là tôi già cũng đặng mà trẻ cũng đặng. Vậy thì ông nghe thêm một đoạn nữa cũng trong quyển nhất. Dàm nao dài đã đến rồi, hoài thuyền trở lại bằng nai chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đậu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lao sao, giả bận áo màu ai cũng dòm xem tới mấy thằng trai trẻ thấy thèm. Đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau, đứa này nó để cho tao, đứa kia xạo sự, áo màu quá ngon. Rồi nói hết cái đoạn giảng đó, cái Đức Thầy quay lại nhìn ông Bảy, Đức Thầy trẻ lại cấp kỳ mau. Ý nói Đức Thầy thần thông tự tại vô ngại như thế đó. Nhưng mà thưa với quý vị, thần thông có được tự do dùng hay không? Chúng ta coi lại trong lịch sử Phật giáo, khi mà tôn giả một Kiền Liên hay bất cứ tôn giả nào sử dụng thần thông cũng phải có mục đích. Chứ không phải như không muốn sử dụng thần thông là thần thông. Đức Phật cấm tuyệt đối một vị tỳ kheo, một vị La Hán sử dụng thần thông để mà dùng thần thông của mình để mà cho người đời người ta thấy, để người ta nể, người ta sợ mình. Không nên làm chuyện đó. Mà thần thông đó là phương tiện. Thần thông là phương tiện. Cho nên mỗi một A-la-hán đều có thần thông. Nhưng đâu phải chỗ nào cũng dùng thần thông. Trong suốt 49 năm trường của Đức Phật, có những chỗ Ngài dùng thần thông được đó chứ, nhưng mà Ngài không dùng. Ngài vẫn đi bằng cái cặp chân bình thường của một Đấng Thế Tôn. Đi từ quốc gia này qua quốc gia nọ, đi từ mảnh đất này tới mảnh đất kia, đi khất thực, đi nhiêu duyên à. Có đôi lúc Ngài cũng phải chịu sương, chịu nắng, chịu gió để mà ngồi ở trong cái liêu thất của mình, thuyết pháp cho đồ chúng nghe ở trong tịnh xá Trúc Lâm hay là tịnh xá Kỳ Hoàng. Cất tịnh xá theo như Đức Phật dùng thần thông thì Ngài chỉ cái một là có tịnh xá này ở được không? Phải để cho các cái vị cư sĩ vào trong tịnh xá để gieo duyên, cất từ cái liêu cái thất để cho các vị tỳ kheo ở.
nó có cái duyên với Phật pháp. Lúc mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá để cho Đức Phật đè Đức Phật mà chết đó mà, thì theo như lúc đó ngài dùng thần thông ngài chỉ cho một cục đá nó bay rồi chứ gì? Không, ngài không dùng, ngài chỉ kịp thời tránh ra, và cuối cùng cục đá nó lăn trúng cái chân của Đức Thầy, Đức Thầy lăn trúng cái chân Đức Phật, rồi Đức Phật chảy máu. Quý vị thấy Đức Phật không dùng thần thông, thì thầy chúng ta là Phật có dùng thần thông cái kiểu như vậy hay không? Đương nhiên chúng ta thấy chắc chắn là không, chắc chắn là không. Thầy chúng ta không dùng thần thông như vậy thì trong này kể thoáng chút là thầy già, thoáng chút là thầy trẻ, thì chỗ này chúng ta cần phải nghiên cứu và coi kỹ lại nha. Thì bây giờ mới nói tiếp câu chuyện đó, là sau câu chuyện thì Đức Thầy mới gọi ông Bảy nhìn lại, thì bây giờ là trở lại bình thường, trai trẻ lúc đầu không có gì cả, không phải là ông già nữa. Thì ngài mới bảo thôi bây giờ đến phiên tôi kỳ lưng lại cho ông Bảy. Thì ông Bảy vội vàng thưa bạch thầy, con đâu dám để thầy kỳ lưng cho con. Thôi vậy cũng được, bây giờ mình chơi cút bắt cho vui. Đó mày tới vấn đề. Một đấng Thế Tôn, một vị giáo chủ, một vị Phật mà đi chơi cút bắt cho vui như thế hay sao? Quý vị thấy không? Làm gì có cái chuyện mà Đức Thầy đi chơi cút bắt cho vui mà người ta vẫn viết như thế đó. Nha. Trong lúc đó thì kể Đức Thầy nữa là 16 người với ông Bảy không? Rồi bây giờ đó, ông Bảy dứt mới bạch thầy là thầy cút hay là tụi con cút trước. À, Đức Thầy mới nói là cái ông cút trước đi thầy bắt cho. Thì ông Bảy dứt nói là tụi con lặn thì thầy khó bắt lắm à, bởi vì tụi con mỗi đứa chia nhau mỗi ngã thì lâu lắm hãy bắt hết được. Thế thầy nói thì các ông lặn đi, thầy bắt được hay không là các ông biết liền. À, rồi bây giờ mấy ông mới lặn xuống, mình chia ra, các ông mới chia ra mỗi người loại xa loại gần tùy theo gì đó, không rồi bắt hè nhau lặn một lượt hết 15 người, còn Đức Thầy chưa, họ không lặn đó. Thì ngài mới Đức Thầy mới đưa cái tay vuốt nhẹ, vỗ nhẹ trên mặt nước, tức thì các người đều trồi đầu lên mặt nước, rồi bắt đầu mắt tay người nào nấy đỏ lơ rồi trơn. Đức Thầy đưa vuốt nhẹ bằng tay mặt nước, giống như vỗ nhẹ đỏ lơ mắt hết, phải chồi đầu lên đó. Đức Thầy bảo là tại sao tôi chưa bắt mấy ông mà chồi lên hết vậy? Thì bây giờ bây giờ mới nói bạch thầy, tụi con đang lặn dưới nước thì nghe trên này không biết thầy làm cái gì mà tụi con nghe giống như một tiếng nổ thật mạnh, tụi con chịu không nổi, giống như cá bị ngợp rồi phải trồi lên. Đức Thầy nói tôi chỉ vỗ nhẹ cái tay trên mặt nước rồi mấy ông không chịu nổi rồi trồi lên. Tôi cho mấy ông biết sau này cái tay của tôi mà chỉ thế giới họ đều tu và với tôi tất cả. Thôi bây giờ đến phiên tôi cút cho mấy ông bắt. Đó, Đức Thầy nói như thế. Tôi chỉ dùng cái tay tôi vỗ nhẹ trên mặt nước là bây giờ mấy ông chịu không nổi. Rồi sau này tôi dùng cái tay tôi chỉ cái một thế giới tôi tu theo tôi chân. Xin thưa. Tới lúc mà thế giới tu lúc đó thầy về rồi là cái như xong cuộc rồi. Còn cơ hội để tu được hay không? Cái chỗ đó mới là vấn đề. Tới lúc mà thế giới biết thầy là Đức Thầy về rồi là cái như xong công chuyện rồi. Lúc bây giờ là lao sao bể bắt non tận rồi à, lúc bây giờ là thất sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim rồi, còn tu được hay không? Mà Đức Thầy chỉ cái tay thế giới tu hết, nói như vậy thì chưa căn cứ, thì chưa căn cứ à. Cho nên Đức Thầy vỗ nhẹ cho mặt nước mà nghe cái ầm một cái đó mấy ông trồi đầu lên đó, cái chuyện đó ở trong này viết thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Mà Đức Thầy có bao giờ dùng cái tay mà vỗ như thế để cho người ta khó chịu, người ta chồi đầu lên không? Làm như vậy chẳng khác nào chúng ta nói Đức Thầy chơi ăn gian. Tôi nói tại sao nói Đức Thầy chơi ăn gian không? Ở đây là trong câu chuyện này tôi căn cứ tôi nói cho quý vị nghe. Cái nguyên tắc chơi cút bắt á là người ta lặn xuống để anh phải lặn kiếm từ người anh bắt cho nó dính. Còn này thì giống như Đức Thầy ỷ mình có thần thông vậy đó. Thôi mấy ông cứ lặn hết đi. Thấy chưa? Thì bây giờ tôi bắt cho mấy em coi, thì lặn hết, Đức Thầy vỗ nhẹ mặt nước bắt đầu nó trồi đầu lên, Đức Thầy không bắt người nào chứ. Giống như Đức Thầy chơi ăn gian vậy. Mình nói như vậy thì vô tình chúng ta hạ thấp cái uy tín danh dự Đức Thầy quá.
Nói tới đây thì tôi xin sám hối cho cái ông viết câu chuyện này. Tôi xin sám hối những cái câu chuyện này. Mà Đức Thầy không bao giờ làm chuyện đó. Nghe. Cái chuyện mà đi chơi cướp bắt cho vui này kia, làm gì mà một Đấng Thế Tôn, một vị Phật phải làm như vậy? Không, không hề có chuyện đó đâu. Nha. Thì bây giờ tới Đức Thầy lặn xuống nè. Bây giờ ông Bảy Dứt ông còn khẳng định là khi mà Đức Thầy lặn xuống là tụi con ôm thầy lên liền à. Đó. Bởi vậy tụi con tới 15 đứa giống như cái đăng vậy, thầy làm sao mà lặn sao khỏi được tụi con. Ông Bảy ông khẳng định vậy đó, thì bây giờ thầy mới lặn xuống. Mấy ông ráng bắt thầy cho được nghe. Nói xong thầy mới lặn xuống. Cả 15 người đều thấy mặt nước không một mảy may gợn sóng. Con cá lòng tong ăn móng mà còn gợn nước nhiều hơn. Một người mà lặn xuống rồi mà không có thấy một gợn sóng nào trên, quá vi diệu nha. Sau khi Đức Thầy lặn rồi, cả 15 người mới hẹn hò nhau lặn tìm Ngài. Tất cả đều mở mắt ra mò tìm mà cả giờ mà không bao giờ bắt được Ngài. Lạnh tay chân đều mớp chân run rẩy, cùng lên bờ ngồi ai nấy đều khóc sưng con mắt hết trơn. Kẻ nhìn đống chà, người thì ngó dưới lườn ghe thầy, coi thầy có nổi lên không, nhưng không nhìn thấy thầy ở đâu. Ông Bảy Dứt thì khóc miếu máu phân trần như các người kia. Các nghĩa coi tôi trình với Đức Ông để thầy đi tắm với chúng ta. Nay thầy mất tích rồi, tôi biết nói làm sao với Đức Ông. Nha. Thôi thì phải trốn về Mỹ Hội Đông chứ làm sao dám ở đây nữa. Các người còn ngồi đó khóc than với nhau thì ngay lúc đó Đức Thầy từ trên Tổ Đình đi xuống. Nha. Chưa ai hay. Ngài mới đến dỗ gian bây giờ ngài nói, ủa ông Bảy à, tôi chờ các ông lâu quá mà các ông không lên, các ông ngồi đây làm gì ấy? Thì quay qua mới thấy Đức Thầy ai nấy đều khóc sướt mướt bởi quá cảm xúc. Thầy chỉ vào cặp mắt của ông Bảy Dứt và mọi người mà rằng, ông Bảy bà con à, giọt nước mắt của bà con còn đọng trên mi nhiều lắm, nhưng đến chừng tôi vắng mặt và đến lúc tôi trở về, bà con không còn giọt nước mắt nào mà khóc nữa, bởi lúc đó cái khổ nó làm cho cạn hết rồi. Thưa với quý vị, đọc tới câu chuyện này chúng ta thấy giống như là chúng ta đang đọc một câu chuyện như tôi nói lúc nãy là phong thần diễn nghĩa. Nó quá quyền phép. Tới lúc mà quyền phép tới độ mà Đức Thầy phải dỗ mặt nước cái âm, mấy ông này trào lên không cần bắt người nào. Mà quyền phép tới cái chỗ là một người như thầy, thầy lặn xuống rồi mà không một gợn sóng. Mà mấy ông kiếm hoài tới cái tiếng đồng hồ kiếm không được rồi ngồi khóc. Cuối cùng thầy ở trên đi xuống thấy mấy ông khóc, thầy mới nói mấy ông giọt nước mắt còn nhiều quá, sau này tôi sợ tôi trở về cái khổ nó nhiều quá, mấy ông khóc hết nước mắt không còn khóc nữa. Thưa với quý vị thì bây giờ tôi xin nói lại là lúc mà ông Bảy Dứt còn sống đó, thì khi nghe qua câu chuyện này chưa kết tập lại nè, thì đã có đồng đạo đến hỏi thăm ông Bảy. Ông Bảy ơi, người ta kể chuyện ông tắm xong với thầy như vậy đó, ông có tắm với thầy không? Ông Bảy ông nói, trời ơi, lúc đó tôi gặp thầy tôi không dám nói một câu nữa, chứ đừng nói chi mà rủ Đức Thầy tắm xong. Rồi Đức Thầy rủ tôi tắm xong làm sao tôi dám. Ông Bảy ông nói không hiểu tại vì sao tôi chỉ nói là tôi đến Tổ Đình tôi thăm thầy thôi, chứ làm sao mà có câu chuyện mà Đức Thầy tắm xong mà tôi chẳng hề kể cho ai nghe. Mà bây giờ lại có câu chuyện này. Quý vị thấy đa số là những cái anh, những cái chú, những cái bác của mình thời đó, tôi không hiểu kết tập chuyện bên thầy như thế nào đó, hỏi chưa có ra lẽ, phải không, mà lại đưa câu chuyện này vào ở trong cái tập chuyện bên thầy, mà lại là để là thanh niên đoàn Phật giáo Hòa Hảo sưu tập. Mà câu chuyện này quý vị nghe rất nhiều, nghe xưa nay đó, mà tôi khẳng định là lúc mà ông Bảy còn còn sanh tiền đó, đồng đạo mình tới hỏi là ông Bảy nó không có làm gì có câu chuyện đó. Mà bây giờ vẫn có đưa vô. Như vậy thì bây giờ cái câu chuyện bên thầy, khi mà chúng ta nghe câu chuyện bên thầy, chúng ta phải căn cứ vào ba cái điều tôi xin nói. Một là về cái mốc lịch sử, coi có ghi rõ ngày tháng năm hay không, dùng giai đoạn nào, ở địa điểm nào đó. Hai là coi khi câu chuyện đó Đức Thầy lời nói của Ngài, lúc mà Đức Thầy sử dụng lời nói của Ngài, chúng ta coi giáo lý, coi lời nói của Ngài giáo lý, hai cái này nó khế nhau hay không, hợp nhau hay không. Nếu mà lời nói của Ngài và lời nói giáo lý hợp thì đây là câu chuyện này có thật. Tại vì một vị Phật như tôi nói là ngôn từ hiệp nhất, trước vẫn vậy mà sau vẫn vậy à,
Viết giáo lý là như vậy, mà khi Đức Thầy dạy riêng từng người nào cũng như vậy mà thôi, chứ không ngoài cái phạm vi giáo lý đâu. Đó, đó là cái điều thứ hai. Ừ. Cái điều thứ ba là coi cái đối tượng mà kể lại câu chuyện đó đó. Đối tượng này có phải là một nhân chứng cụ thể hay không? Đó. Hay là đối tượng này nghe qua trung gian? Nếu mà thật sự đối tượng này nghe qua trung gian, cái người này mà nghe qua trung gian rồi đó, thì nó là một chuyện khác. Đôi khi kể nó khác rồi đó. Kể khác rồi đó. Không có gì. Cái vấn đề mà nghe qua trung gian kể khác rồi thì chúng ta thấy, thì làm sao khi mà kết tập vào trong cái tập chuyện nó chỉnh xác cho được à. Cho nên khi mà làm chuyện bên thầy khó vô cùng, chứ không dễ đâu. Thấy không? Thời trước tôi thấy mấy chú bác mình đi mà sưu tập chuyện bên thầy khó vô cùng khó, chứ không phải là dễ bây giờ dễ. Đây là một câu chuyện mà chúng ta cần phải nghe à. Rồi tiếp theo đây cũng là một câu chuyện lững lững lờ lờ mà tôi thấy đăng tải rất nhiều ở trên YouTube, ở trên TikTok mà đồng đạo mình lấy chia sẻ. Bây giờ tôi mời quý vị mình nghe câu chuyện này nữa nha. Đây. Ông có biết vô thiên tế không? Dạ thưa biết. Ở tại đó có người bề cao 3 trượng, lông dài cả gan, ở đó để chờ đến thời kỳ. Liền đó Đức Thầy đi qua hướng Tây núi Cấm lấy tay chị. Ngài nói núi ông Cấm hướng mặt trời lặn không ai ở được, còn núi Tà Lơn hướng mặt trời mọc cũng không ai ở được. Tại động Thủy Liêm có con quạ trắng đứng giữ tại cửa, người hữu duyên mới gặp được nó, nhưng nó đánh thì phải trở ra, người hữu duyên và hữu phước gặp nó thì nó tránh cho vô cửa. Đức Thầy còn cho biết rằm tháng 7 đúng giờ ngọ, Đức Phật Tổ hiện tại mặt nhật tìm kiếm người hiền, và đêm rằm tháng 10 đúng giờ Tý canh 3 có Đức Phật Bà Phật Quan Âm hiện ra tại mặt nguyệt cũng tìm kiếm người hiền. Thì thưa với quý vị, thì đây là một cái đoạn chuyện bên thầy mà tôi được nghe ở trên cái kênh TikTok đăng tải rất nhiều. Cái lượt view, lượt xem không phải ít đâu, rất nhiều đó. Thì trong này kể thì không biết câu chuyện này phát xuất từ đâu, cũng là một cái lần đăng sơn của Đức Thầy. Thì cái lần nọ thì ngài mới đăng sơn với ai, đối tượng nào, thì trong này các con khúc không nói hết nha. Mà kể chuyện bên thầy mà đi đăng lên mạng mà để con khúc vậy, chứ làm sao mà có cái căn cứ dữ liệu gì để mà chúng ta chứng minh. Cái anh mà cắt con khúc một đăng lên đó, tôi không hiểu cái anh này anh có cái mục đích gì. Thấy không? Thì cái thời gian thời lượng nó quá như vậy đó, mà chỉ cắt con khúc vậy đó, thì bây giờ chúng ta lấy chuyện bên thầy mà cắt khúc vậy làm sao đó. Thì bây giờ thôi cái chuyện đó mình không bàn, mình chỉ nói như thế này. Đức Thầy đi núi bữa đó đó, cái lần đăng sơn đó không biết là đi với ai, nghe không? Rồi ngài mới hỏi cái ông mà đi chung đó, ông có biết vô thiên tế không? Ông kêu nó biết. Dạ thưa thầy biết. Thầy mới quay ra hướng Tây núi Cấm. Thì lúc đó Đức Thầy đang đứng hướng Đông của núi Cấm, quay trở ngược lại hướng Tây núi Cấm là hướng đối diện. Đức Thầy mới nói ở vô thiên tế đó có một cái người lông dài cả gan, người đứng ở đó à. Rồi ở cái vồ, ở cái động Thi Liêm nó có con quạ trắng, nó đứng giữ cửa đó nha. Thế mà ai gặp nó thì nó quạt cánh người hiền nó cho vô, còn không có đánh nó bạc ra hết nha. Tại vồ thiên tế thì đúng cái động Thi Liêm đó, thì đúng giờ Tý, đúng rằm tháng 7 thì có Đức Phật Tổ hiện ra tìm kiếm người hiền đó. Tại vồ thiên tế thì cũng đúng giờ Tý canh 3 thì có Đức Phật Bà hiện ra, Quan Âm hiện ra cũng tìm kiếm người hiền. Ủa? Như vậy thì Đức Thầy chẳng lẽ ngài không hiểu Phật Bà là ai, Quan Âm là ai, là một hay sao mà lại nói như thế? Phật Bà, Quan Âm, ủa Phật Bà là Phật Bà nào? Mà Quan Âm người có được gọi là Phật Bà hay không? Xin thưa quý vị, theo như cái lịch sử Phật giáo, theo như mà chúng ta biết á, thì Quan Thế Âm chỉ là cái phẩm vị Bồ Tát. Người ta thượng niệm là như thế nào? Nam mô Quảng Đại Linh Cảm Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta niệm đầy đủ như thế. Bây giờ chúng ta không niệm dài nữa, chúng ta niệm ngắn là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm gì cũng được đi. Như vậy thì Quan Âm là cái phẩm vị Bồ Tát chứ chưa được gọi là Phật Bà. Mà trong này kể là Đức Thầy nói là Phật Bà hiện ra. Chẳng lẽ Đức Thầy không hiểu cái chuyện đó sao mà gọi nhầm lẫn như vậy? Đó là một chuyện.
Chuyện thứ hai là con quả trắng. Thì đó giờ tôi chưa hề thấy con quả nào gọi là con quả trắng hết trơn. Người ta gọi là bạch hạt, tức là con hạt trắng. Thấy không? Ta gọi là bạch nhạn là con nhạn trắng. Chứ chưa hề có con quả mà quả trắng. Mà Đức Thầy cũng không hề nói con quả trắng ở trong giáo lý. Mãn sợ xong ngân cầu lỗi nghiệp, lo chi ô thước chẳng xong cầu. Mà ô thước là gì? Tức là con quả đen. Thưa chứ quý vị, chứ ô thước là con quả đen đó. Hay là chim ô, phải không? Đà giữa cầu ngăn người xưa trở gót, mấy lần ai hay. Như vậy thì Đức Thầy cũng khẳng định con quả là quả đen à, chứ không quả trắng. Tại chim ô mà, chim ô là con quả đen. Thấy chưa? Như vậy thì cái câu chuyện này có con quả trắng, như vậy thì chẳng lẽ lời Đức Thầy nói trong câu chuyện và trong giáo lý nó trái ngược nhau hay sao? Phật thì đâu thể nói như thế. Phật đâu thể nói như thế. Như vậy mà trong này vẫn kể, trong này vẫn kể con quả trắng. Thấy người hiền nó quạt cánh nó cho vô, còn không nó đánh bạc cho ra chứ cũng gì thế. Giống như chuyện Tề Thiên. Đó, rồi rằm tháng 7 cái Đức Phật hiện ra, Đức Phật Tổ hiện ra. Rằm tháng 7 là tháng 7 năm nào mà Đức Phật Tổ hiện ra? Không hề nói. Nói cái kiểu mơ hồ quyển hoặc quan đường mà chúng ta thấy không căn cứ, không căn cứ. Thành ra cái vấn nạn này, cái kiểu mà đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta chưa được tròn vẹn 100 năm, bây giờ lại có những câu chuyện nó quyển hoặc nó quan đường đầy cái vẻ huyền thoại như thế đó, thì tôi thấy rằng đồng đạo chúng ta thử tư duy suy nghĩ đi, đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đây từ đây dẫn dài tới về sau thì nó có như thế nào nữa đây. Những cái hình thức mà sai lệch từ chuyện mà tôi nói lúc nãy là chỉnh sửa chân dung thầy đó. Ở ngoài thì chỉnh sửa chân dung thầy, ở trong thì kể chuyện bên thầy một cách vô tội giả, một cách vô tội giả. Mà chẳng ai chịu nghiền ngẫm tư duy giáo lý pháp môn cái lợi ích nào Đức Thầy dạy. Tu cách nào cho an lạc, tu cách nào cho giải thoát, tu cách nào để mình tìm thấy chính mình. Cái chỗ là cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Chẳng thấy ai tìm hiểu cái chỗ đó. Cái chỗ là bổn phận của mình đối với mình, bổn phận của mình đối với chính thánh thần trời Phật, à, bổn phận của mình đối với nhân loại, cái chỗ này cũng chẳng thấy ai tư duy tìm hiểu cả. Cái chỗ mà hãy lạc đạo an bằng xả thân tu tỉnh, cũng chẳng thấy ai nghiền ngẫm chỗ này cả. Cái chỗ mà thiền định đang làm thể, trí tuệ đang làm mạng, linh hồn nhập liên hoa mới siêu sanh vào cõi niết bàn, cũng chẳng thấy ai tư duy cái chỗ này cả. Những cái chỗ đó là đặc biệt. Đây là những cái pháp môn tu chứng, những cái chương trình để chúng ta giải thoát mà chúng ta cần phải học. Quý vị không có tìm hiểu. Mà đa số cái tâm lý quần chúng bây giờ đó nha, hãy nghe cái gì linh, hãy nghe cái gì ứng, hãy nghe có quyền, có phép đặc biệt mà biến chéo ở trong đó là cái, tôi gọi cái kiểu mà biến chéo chéo chéo, chèo chèo chèo, giống như trong phim Tề Thiên đó, chúng ta phái vô cùng, chúng ta thích vô cùng. Khoái thích mấy cái đó. Thì chính là cái khoái thích như vậy đó, thành ra mới có những cái kiểu này đi ra để cho phục vụ cái khoái thích đó cho mình. Thành ra bữa nay nói như thế đó, bữa nay nói cách đó thì tôi bảo đảm là có mít lòng. Nhưng mà tôi xưa thưa với quý vị là tôi xưa nay tôi chẳng sợ mít lòng à. Chắc cũng như vậy đó mà chắc tôi cũng ít đi đâu. Thành ra thưa với chư đồng đạo, thì bây giờ cái mà chúng ta đào sâu, cái mà chúng ta tìm hiểu, cái mà chúng ta học hỏi là học cái nền tảng trí tuệ trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Cái chúng ta tìm hiểu, chúng ta đào sâu là học cái nền tảng giáo lý giải thoát của Phật giáo Hòa Hảo. Ai cũng phải vô cái tư tưởng đó, ai cũng phải tu làm sao cho an lạc, tu làm sao có trí tuệ, tu làm sao để giải thoát. Ba cái mục đích đó quý vị hướng tới thì tôi bảo đảm rằng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phát khai rực rỡ. Tại vì khi chúng ta tu an lạc rồi, chúng ta thấy cuộc đời này cái gì nó cũng giả dối hết trơn, nó đâu được an lạc đó. Đó là chúng ta đang đi vào chân lý vô thường một cách tuyệt đối. Chúng ta tu có trí tuệ rồi, chúng ta thấy cái bất cứ cái gì mà nó sai với nền tảng trí tuệ nó đều là mê lầm,
nó đều là tối tăm, nó làm cho mình không phát triển tư duy đạo đức được, thì đó là mê. Mà phải bỏ cái mê là tìm về giác, mà giác tánh được hiển bày thì sao? Thì đạo gần đó mà chứng. Giác tánh hiển bày thì đạo gần đó mà chứng. Mà tu để giải thoát rồi thì mong ba tánh vạn dân giải thoát, đó là cái tâm nguyện chính của Đức Thầy. Ai cũng giải thoát thì đạo Phật giáo hòa hảo, một người giải thoát, 10 người giải thoát, 100 người giải thoát, mà có hiện chứng như vậy đó thì đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta, người ta biết tới càng nhiều. À, đây đúng là một nền chân lý, một nền đạo giải thoát mà ta cần phải tu, ta cần phải học. Như thế, như vậy đó là đủ chúng ta phát huy cái nền giá trị đạo đức của Đức Thầy, chứ đừng có mai chỗ này, mai cái quyền phép chỗ này, mốt cái quyền phép chỗ nọ, mốt cái ứng biến chỗ này, mốt cái quyền biến chỗ kia, thì xin thưa, cái chỗ này thì cần phải tư duy, cần phải tư duy. Thì bữa nay thì chỉ trình bày như vậy đó. Đính chánh hai câu chuyện xin nhắc lại về cái vấn đề chúng ta quan tâm là vấn đề cái tượng ở trên núi Ông Két. Tôi xin nhắc lại cái tượng này làm ra là nó phục vụ cái nhu cầu của quý vị đó, để quý vị đi núi càng nhiều để người ta bán vé đó. À, chứ thật sự mục đích cái tượng này xuất hiện nó chẳng có cái gì gọi là cao siêu, không có cái điềm gì, không có cái điềm báo gì, không phải là Đức Thầy về biểu phải làm cái tượng đó nha. Mục đích là phục vụ cái nhu cầu du lịch để cho quý vị đi núi nhiều người ta bán vé, tôi xin nói như thế. Cho nên khi gặp cái tượng đó chúng ta chỉ mỉm cười chúng ta đi qua. Cái thứ hai là nói đến vấn đề là chân dung thầy bị chỉnh sửa Photoshop. Bây giờ quá nhiều kiểu chân dung. Mục đích là phá những cái tướng này để quý vị thật sự lìa tất cả các tướng để trụ vào thể tánh, thấy cái đạo cao siêu màu nhiệm. Đây, hai cái câu mà tôi để ở trên cái cửa gia vô, quý vị thấy lúc nào tư tưởng tôi cũng đặt nặng hai câu này. Tại sao giảng thầy trăm muôn ngàn câu mà tôi không để câu nào hết, mà tôi chỉ để có hai câu này thôi, quý vị thấy không? Thường thường quý vị vô nhà đồng đạo chúng ta thấy giảng thầy treo đầy ở trên á, lớp nào là cảnh sen báo, cảnh tây thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo, và giả là câu này câu khác đủ. Nhưng mà riêng tôi hai câu này là tôi thấy nó rốt ráo ý nghĩa, là tìm tỏi đạo màu trong Phật pháp, bên kia là cho đời hiểu rõ lý chân không. Nhà tôi chỉ hai câu đó thôi. Trong giáo lý thầy trăm muôn ngàn câu, tôi chỉ tìm ngay hai câu này là rút ra. Mục đích là phải tìm tỏi đạo màu để thấy được cái nghĩa của Phật pháp. Mục đích Đức Thầy ra đời là cho đời hiểu rõ, thấu rõ, thông suốt được cái lý chân không diệu hữu của đạo Phật. Như thế đó. Thấy được cái rõ cái nghĩa chân không diệu hữu là chúng ta thấy đạo. Vậy thôi. Thành ra hai câu đó được rồi. Không cần phải treo trăm muôn ngàn câu cho nhiều đầy nhà đầy cửa mình đâu. Bây giờ thì chấn chỉnh hai câu chuyện bên thầy. Một là câu chuyện bây dứt, tôi khẳng định là không có. Đây là chỉ ghi vào trong này cho có chuyện để đọc, có chuyện để nói. Chứ thật sự lúc mà ông Bảy còn sanh tiền thì người ta hỏi là không có. Và hai là câu chuyện quý vị vừa nghe thoáng thoáng vừa qua, là câu chuyện cái kiểu quyền xảo mà Đức Thầy nói ở tại Dồ Thiên Tế có người lông dài cả gan kiểu vị tướng vậy đó, làm sao có, làm sao có. Như vậy mà vẫn có chuyện bên thầy để nói, để kể. Thành ra cái chương trình chung ngôn nghịch nhĩ này để đưa ra nhằm mục đích để cho đồng đạo chúng ta có một cái chánh tri kiến, thấy đúng, nhìn đúng thì chúng ta tư duy cho đúng về cái nền tảng giáo lý của đạo nhà. Thì chắc là trong cái lúc trình bày không có khỏi cái sự sơ suất, ngưỡng mong chư đồng đạo chúng ta hoan hỷ bỏ qua cho, vì cái tinh thần chung, tinh thần chung đó là tinh thần chúng ta làm rạng rỡ đạo nhà, làm thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Thành ra tôi mong rằng quý vị cố gắng lắng nghe, những cái chỗ nào mà thấy khó chịu quá, thấy bực bội quá thì chúng ta tuốt qua nó quang bên, nghe lấy cái ý được rồi. Thế đồng đạo. Xin thưa cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị chúng ta tu càng ngày càng thành tựu trí tuệ, tu càng ngày bớt mê lầm, từ từ chúng ta sạch mê lầm để lần bước đi đến cõi giải thoát, đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.